bánh tròn hai chú mày cái tròn tròn không à, quậy 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 mới nói được chứ quậy đâu mới nói được hai cái thế hệ. Chào khán giả chứ gì à, xin chào cả nhà, chào mọi người mất đúng rồi người Việt xa xứ những cái đường mà con cứ mất chứ không phải là được hết đâu, không có được hết đâu những cái đường cao lắm mất. Là thì mình chỉ được hưởng được 50% mình thấy những cái điều đó bởi vì mình nói mình nôm na một cách gắt tất cả những người Việt định cư tại Mỹ vợ hoặc chồng đều có một sự khác biệt, cái khác biệt đầu tiên nhất là 90% là do phụ nữ chỗ này đó nè, không ta nói là nó có chứng mấy cái khác đàng hoàng ở đây gia đình mình không phải là thuộc diện nhà đó nhưng mình nhìn qua xã hội mình thấy rõ ràng đó. Cái lý do tại làm sao mà người Việt mình qua Mỹ thường hay tan vỡ về cái vấn đề coi như là gia đình đây thấy vậy. Cái người Việt Mỹ á lâu đời họ cái sự mà gọi như là mình nói sao ta cái kiến thức ta sao thì cái người Mỹ á, với lại cái người chồng á you and me chuyện bình thường mình không có nhưng cái người Việt mình qua Mỹ thì phải hiểu rằng cái người Mỹ, cái đất nước Mỹ đó họ có một câu là lady first, tức là người đàn bà là trên hết. Thì đi đâu cũng phải mở cửa che các cái. Người đàn bà rất là, người đàn ông là phải trân trọng đàn bà và thậm chí nó vào luật luôn. Có nghĩa là khi anh động tay động chân, anh gọi bullet tới hoặc là bullet, nó con vợ nó gọi bullet tới là đầu tiên là nó còng thằng chồng trước, nó không cần biết. Không cần biết là cái gì, nhưng mà nó còng thằng chồng trước và nó bỏ đi xe, bắt đầu nó hỏi chuyện con vợ. Bắt cầm mì cầu lần nào chưa? Chưa. Ít dạ, muốn nói dạ chết đi đừng dạ. Câu được. Mì đó có dạy á, mì mấy anh em mì mà thanh niên á, anh nói là ở trong gia đình á, người đàn ông á luôn luôn phải trở thành là nó kêu là này, I'm always the loser. I'm always the loser. Đó là lúc đó. Đại khái là giống đừng có thắng cuộc à, đừng thắng cuộc điểm nhất nè, đây là một cái sự minh chứng rõ ràng. Rồi thứ hai vì nó còn phim ảnh, các bạn các con các cháu coi phim ảnh Mỹ mà khi người đàn ông mà gây lộn với người phụ nữ sắn tới hoặc buồn phụ nữ sắn tới thì thường người đàn ông nó có một cái cử động rất là lạ lùng, nó giơ hai tay lên thấy không ý nó nói là tao không có làm gì mày hết tại sao mày lại giơ hai tay lên, ý tao không có cầm hung khí gì hết, đại khái vậy. Đó, cái người phụ nữ Việt Nam mình được nước thấy vậy ngon ha. Đúng rồi. Ngon ha, rồi xong rồi thế là bắt đầu được lần chân thì lân lần đầu riết cái người ông chồng chịu không nổi nữa, thôi ra ngoài ở hoặc không ly dị, không là thôi chứ thực chất đó tao nói ai ta không đổ lỗi tất cả mọi phụ nữ trên nước Mỹ, nhưng cái tiềm tàng ẩn chứa bởi vì người phụ nữ ở nước Mỹ họ biết rằng luật pháp Mỹ lúc nào cũng binh vực họ tối đa. Bởi vậy có cái chữ lên defect á mà thấy có buồn cười lắm, mà có cái buồn cười hơn chỗ này nữa nè, người Mỹ á, người đàn ông Mỹ á trước khi quen hoặc là tán tỉnh một cô đào gì đó hoặc là một người tình nhân gì đó thì thường mỗi ngày hoặc là mỗi tuần hoặc là mỗi tháng đều có hoa hồng cả, khi anh tới thăm em là có hoa hồng, nói chung là romantic, nó là hết cỡ romantic hết cỡ đúng không, rồi mời em đi nhà hàng rút càng cày thổi nết tùm lum tà lai tao rồi nó cưới bà hát xong cái ly dị à đâu có cày á, nhưng mà mời tới nhà hàng rồi ai trả tiền, cái điều quan trọng là thằng chồng thằng đó không biết nó có cưa đôi không, tao không biết rồi từ của cái văn hóa Mỹ là hay cưa đôi cái chuyện đó tao không có bàn, tao không bàn tới mà tao bàn ở chỗ này nè, họ yêu nhau kỳ cục lắm, đồ nó kỳ cục, nó yêu nhau trong bó hoa đầu bạc răng long á chứ ở đâu đó ông cha đó nè, có nghĩa là khi họ mà tán tỉnh phụ nữ thì kia hoa hồng rửa rải đầy cái, nhưng mà ở không được lâu, cao lắm là vài tháng hoặc một năm xong là tiêu tùng hết trơn rồi. Không phải là không có, mình nói rồi nó mình đặt rồi không phải là không có nha, người Mỹ cũng có những vùng người sống tới đầu bạn đàn ông thật, nhưng mà cái chuyện nó hiếm lắm, hiếm lắm là thì nói như vậy để mình hiểu rằng cái điều là họ coi cuộc sống tình nhân vợ chồng có một sự trao đổi gì sao tao không hiểu rồi, họ coi nhẹ cái vấn đề đó, nhưng mà nó buồn cười ở cái chỗ là họ ga lăng hết mình nhưng mà khi ở trong họ cũng chạy trốn chết hết mình luôn. Cưới về là xài được bao lâu hả? Nhiều khi buồn cười chung muốn được hả, có những bài báo đăng á
trong cái lễ cưới mà thằng này không có đủ tiền trả một cái bánh cưới mà ra ly dị ngay tại chỗ luôn, sáng cưới chiều ly dị luôn. Thì ví dụ như Bill Gates đó, vừa rồi á, Bill Gates đó vừa rồi cũng đâu còn sống với là ly dị rồi. Đấy. Rồi Amazon cũng ly dị rồi. Amazon là còn gì đấy? Đúng rồi. Nó có những cái văn hóa, cái ưu điểm của nó, nhưng mà kèm theo đó nó cũng có nhiều cái khuyết điểm của nó. Nó không hợp với là cái văn hóa của Đông Phương mình. Đúng rồi. Đó. Thành ra vì cái đó tôi mới nhấn mạnh cái điều là không, mình không chơi nước Mỹ, mình không chơi nước Pháp, mình không chơi nước Anh gì cả, nhưng mà cái điều mình cảm thấy là mình thấy hay, bổ ích cho mình thì mình rút. Còn cái nào mà xấu mình thì gạt qua. Biết cách hòa hợp á. Đấy. Biết cách coi như là mình lấy những cái tinh hoa của cái văn hóa Đông Phương của mình giữ lại, còn những cái tinh hoa của văn hóa Tây Phương á, có thì mình giữ lại, còn cái nào không có thì mình cho nó. Cái nó tốt đi. Thì mình phát huy, mình hòa hợp được. Xấu thì mình bỏ đi. Ba cô nói, cái đó ba cô nói nha, tốt thì phát huy, xấu thì bỏ đi. Đúng rồi. Đó là như vậy đó, đó là những cái mà, đó là những người mà sống ở Mỹ mà như tôi và anh chia sẻ, cùng chia sẻ cùng các bạn điều đó vậy, chứ không phải cái thứ gì Mỹ là nhất, Mỹ là nhất, không có. Có một cái điều đây, chú Thomas về đây mới về con nói chú này. Thanh niên Việt Nam dưới 25 tuổi hầu như không nợ ngân hàng. Hầu như là 100% nhá. Là vì học hành á, học đại học rồi cha mẹ lo nuôi. Rồi là xe cổ cha mẹ mua cho. Hoặc là nếu đứa nào có phấn đấu thì mua thì cũng có đủ tiền nó mới mua. Cái này tôi nói mày nghe. Đấy, rồi có buồn cười chứ. Với vợ cha mẹ lo cho. Nó có một người là cái xã hội Mỹ. nó gọi là cái bẫy nợ, cái là nó gài mày vào, nó có tính bắt buộc mày phải mắc nợ, nó khuyến khích mày mắc nợ, nó làm cho mày phải bị nợ vòng đời. Đúng cái này vòng đời nợ nên nó chơi một cái mạng kia mà lấy điểm mà phải khai đó. Cái đó em có làm một cuộn video clip nói về chuyện đó rồi có cái là nó gài mày vào và gọi là bẫy nợ, có cái là cuộc đời mày khi sanh ra đến lúc mày chết mày vẫn còn nợ. Đó nó là như vậy đó, là bẫy nợ, bẫy nợ. Mày phải cào, mày phải cài, mày phải làm đủ trò để mày trả cái nợ đó, cày nó là nợ đó. Thì khi nói ra cái như vậy nó mới kích cầu kinh tế, tại vì khi mày mượn được nợ ngân hàng mày đi mua sắm là tiêu dùng là cái vậy, nó làm cái đồng tiền xây dựng chuyển, nhưng mà nó vô tình làm người con người ta nghèo khổ hơn, có nghĩa là những người mà không có tiền ta hơi vay nợ, ta vay nợ ta xài, vay nợ vay xài nợ chồng chất, và đến một lúc rồi ta đã không bây giờ là giờ... thế là ta đã được tở thôi đó, nó vậy đó. Cái điểm chú nói này kích cầu, tức là cách của Mỹ là 18 tuổi ra khỏi nhà đi học đại học cũng vay tiền để mà đi học, rồi hoặc là xây dựng cơ nghiệp cũng là vay tiền. Tính của nó thì cũng rất hay. Tức là đây là có thể phân tích cái chỗ này này. Nói thế thì Việt Nam có những cầu thanh niên là đến 30 tuổi họ cũng không nợ. Nói thế là cái cầu nó không phải. Để con phân tích cái chỗ này này. Ví dụ nha, như em con đi. Là nó mua nhà thì tụi con có hỗ trợ để mua nhà. 27 tuổi nó có nhà rồi, có nhà Sài Gòn là tụi nó mua nhà. Rồi là cưới vợ, ba mẹ con mẹ mất sớm mà tụi con vẫn lo cưới vợ cho nó, cũng không nợ chỗ nào. Rồi mua nhà nó cũng không nợ chỗ nào. Thì bây giờ là vợ chồng nó về đẻ hai đứa con rồi, đứa thì hai đứa ba đứa. Thì nó làm tụi nó làm được 15 20 triệu một tháng lận, hai vợ chồng cày cũng được khoảng 40 30. Nhưng mà cái tiền của nó cầm về đó thì nó không phải trả tiền nhà này. Không phải trả tiền hồi ngày xưa nó đi học đại học này, cũng không phải trả nợ tiền xe này, tất cả tiền đó nó mới dành cho chăm sóc cuộc sống hiện tại. Thế là các cái quán xá chú thấy không, nó đông nghẹt á, thay vì lo đi trả tiền bưu, tiền học, tiền hành, tiền nhà, tiền cửa thì lấy cái tiền nó đi làm được á, nó chi tiêu hết nó vẫn về có nhà mà ở mà cũng phải trả nợ. Thì cũng có hai cách kích cầu, một là cho vay để anh tiêu dùng để là kích cầu, nhưng cái nữa là thà anh không nợ, anh làm ra bao nhiêu anh tiêu hết bấy nhiêu, cách đó cũng là kích cầu, nhưng mà kích cầu bền vững, tức là có ở đi không có ở thôi. Chứ còn anh kích cầu kia là anh xài bây giờ mua cái điện thoại iPhone, ngày mai điện thoại iPhone nó sẽ cũ để dục đi, nhưng mà nợ trong ngân hàng anh vẫn còn, anh đang lo trả nợ cái iPhone này này, giả ví dụ là thế, thì xài trước tức là sướng trước khổ sau. Thì hai cách kích cầu, một cách kích cầu bền vững, và xã hội Việt Nam đó là luôn nhà nước luôn kích thích kích cầu bền vững. Chú có nhà nha, chú đi vay tiền ngân hàng không phải là chú muốn vay là vay nha, đến hỏi chú vay về là vay về làm gì, vay để lợi nhuận, vay tiền nó về để lợi nhuận bao nhiêu. Nhà nước không muốn là chú vay về làm mất vốn, mất cái nhà rồi mai một là ra đường ở. Cho nên chú Thomas Nguyễn về, chú Thomas ra ngoài đường thấy tại sao Việt Nam không có homeless,
Cho nên là nhiều người nói ở bên Mỹ muốn vay bao nhiêu vay, là Việt Nam có chuyện đó. Việt Nam anh phải vay về, anh phải xác thực là anh về kinh doanh cái gì có sinh ra lợi nhuận hay không? Không, nó vay thì phải có cái... Nó hỏi đấy. Nó hỏi đấy, chứ nó vẫn có, anh có khả năng trả hay không, nhưng mà có điều xua rủi như này. Có nghĩa là khi anh chứng minh tài sản anh có, anh phải vay bây giờ anh mục đích làm cái gì thì cái chuyện có. Nhưng mà nó dồn cái chứng minh tài sản của anh có khả năng chi trả thì nó mới cho anh vay. Đúng không? Nhưng mà cái quá trình từ cái ngày anh vay đến cái lúc mà anh trả nó xảy ra những sự cố mà anh không ngờ trước được. Không ngờ được, thì lúc đó anh mới bể nợ. Còn thằng ở Việt Nam mình á, nó khác hơn ở chỗ thằng Mỹ là nếu anh làm anh chứng minh được anh có khả năng cũng giống như thằng Mỹ thôi, có nghĩa là khi anh đã làm công nhân hay làm hãng chứ anh có đồng tiền hàng tháng thu nhập vào thì nó quy chiếu theo cái điều đó để cho anh vay, thì cũng giống như thằng khác Mỹ. Và ngày qua tao mới được tin là anh vay thì anh vay nhưng mà chỉ 60 tỷ đôi xuống thôi, còn trên 60 tuổi nó không có cho vay. Nó chỉ không thấy ông già rồi làm ra tiền có không, tại vì em làm mấy điều không biết mà. Trên ví dụ như bây giờ Bắc Cầm có một cái căn nhà trên 62 tuổi là anh cho Bắc Cầm vay thì không cần chứng minh nhân thân, không cần chứng minh thu nhập mà còn cần chứng minh cái điểm tín dụng. Tại vì nhà nước Mỹ nó có cái này là cùng về coi như rơi vào cái tình trạng ví dụ như là người Mỹ á, họ đến khi mà họ về già rồi á thì họ cái tinh thần tự lập của người Mỹ nó có nhiều cái hay lắm, nhưng mà khi về già rồi họ không có nghĩ đến con cái nhiều hơn, còn nghĩ đến cho họ và con cái lo từ lo lấy. Nên chi bây giờ Bắc Cầm có căn nhà ha, căn nhà đó Bắc Cầm nợ 500.000 mà Bắc Cầm đã trả coi như là 450.000 rồi, thì nó sẵn sàng cho Bắc Cầm vay với một cái số tiền lợi nhất định mà Bắc Cầm không cần phải trả lại, nó trừ coi, vào cái số tiền nhà đó. Nó coi là nó gọi là reverse loan, reverse loan là Bắc Cầm không cần phải cái đó là phải trả lại, dễ lắm, biết nhưng rồi. Mà không đó Bắc Cầm biết rồi, tất nhiên là nó 62 tuổi nó vẫn cho Bắc Cầm vay với điều kiện là Bắc Cầm kéo tiền căn nhà đó ra, Bắc Cầm đi chơi cái đó là nó trừ vào cái giá trị của căn nhà của mình, ví dụ như 500.000 nó trừ mẹ nó hết tiền mình vay, có nghĩa là mình bằng ví dụ còn thiếu 50.000 nữa để trả giúp căn nhà đó thì mình cộng thêm 80.000 nữa là 85.000 thì cái giá trị 500.000 đó lại còn lại cứ 420 thôi, 415.000 thôi, cộng thêm tiền lời trùng cộng thêm là cộng tiền lời trùng cái đó là kêu ăn cướp với đồ khách. Cái đó là mình không nói chuyện mà nói về Việt Nam này. Ta đi qua thì nghe tôi nói là bất cứ một cái gì bất không mua bất động sản nha, mà chỉ mua lặt vặt thôi, ví dụ như thế di động hoặc là mua xe đi đại khái vậy thì phải vay ngân hàng, mình chỉ trả trước khoảng 1 triệu 20 triệu gì đó đại khái vậy, còn bao nhiêu là vay ngân hàng thì nó chỉ cho vay dưới người nào 60 tuổi lên xuống thôi, trên 60 tuổi không cho vay. Những cái đó là conventional loan, là cái những cái loan của tư nhân bên ngoài, còn cái loan của nhà nước á nó rất chiếu cố bất động, nó muốn lấy cái nhà sau đó rồi cái, ví dụ như một ngày nào đó anh em mình qua đời ha, thì căn nhà đó để lại cho con cháu ha. Đúng rồi. Nhưng mà cái số nợ trong thế thì là Bắc Cầm lúc đó nợ 50.000, bây giờ nó nợ đến 200.000, tại vì Bắc Cầm lấy ra tiêu rồi. Thì bây giờ đứa cháu nó muốn bán thì trả hết trả lại tiền rồi tiền đủ lại rồi làm kia trở thành là zero trở lại thì tôi đâu có cái đó là một cái bẫy thế thôi. Chú Thô Bát thì chú Cầm hiểu không, ở Việt Nam thì cái văn hóa nho giáo mà văn hóa là đọc Khổng Tử mà, cho nên là ở Việt Nam thì đàn ông thì đi lo cày bừa làm mà vợ thì cái hòm dược quá. Đúng rồi. Cho nên khi mà hầu như người Việt Nam nào cũng thúc giục người đàn ông và vợ chồng tích góp để mà làm sao mua được cái nhà. Là văn hóa truyền thống là an cư lạc nghiệp. Mà khi có cái nhà rồi nha, người phụ nữ hay lắm, họ giữ khư à. Cái gì mà lấy vô rồi được mà ra không được. Đó là lòng của nhà đấy. Chồng muốn làm ăn cái gì là phải thông qua vợ, nói ba muốn cắm ngân hàng để làm ăn cái đó, còn vợ nó so chết lúc đó. Rồi còn alo tới mẹ ơi, ba ơi, anh chị em ơi, ông chồng em mà muốn đầu tư cái này cái kia. Cái đó. Nhiều lúc mấy anh ở bên này tôi nói xin lỗi các anh, nhiều lúc các anh gia trưởng quá. Tôi nói xin lỗi các anh người đó, nhiều lúc các anh coi như là gia trưởng quá. Rồi cái gia tài đó các anh cũng muốn làm cái gì là các anh coi mất như... nhà luôn. Mất nhà luôn, cái đó là... cầm cương người nhà quê vợ Việt Nam là cái đã mua nhà rồi nó giữ chắc lắm, cầm cương mới có cái câu là tay hòm thì khóa là vợ ta. Nhưng mà ở Mỹ thì không thể làm được gì đó bây giờ nó một cách nôm na như vậy hiểu. Khi anh mua một căn nhà thì một mình cái anh khôn của anh nó không cho mua,
tức phải hai vợ chồng mới mua được, là hai cái con là hai mức lương nó mới cho mua. Thế thì hai mức lương cho mua, bắt đầu từ tháng đầu tiên mua nhà cho đến những dài những năm sau thì hai người chia ra, một anh chàng lương của chồng á thì trả tiền nhà, hoặc là lương của vợ trả tiền nhà, tiền chồng chi phí trong hàng tháng đó, sinh hoạt. Rồi đó, chia ra rõ ràng vậy. Thành ra nó không phải giống Việt Nam, tại vì bị mắc nợ kia mà, thành ra suốt đời thằng chồng là phải trả tiền nhà, thì con vợ phải đi chợ. Nói như vậy đó, thành ra vì đó khó hơn là ở Việt Nam. Việt Nam mình ví dụ là làm lương 20 triệu, nè, 20 triệu nè, bà kia bỏ vô rồi bằng sân rồi bắt đầu rồi. Bữa nay cho 10 ngày uống cà phê, thôi, 5 ngàn thôi, phải chịu, tay hồn gì quá, Việt Nam mới cắt kìa. Vô thì được, mà ra thì khó, đại khái vậy. Có cái khổ của mấy anh chàng.